Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay giới thiệu đến tất cả các bác đó là con lồi Toshiba RC gạch ngang 10E6VX. Chiếc lồi này lồi là Toshiba Sang Trương. Các bác thấy là cái kiểu dáng nhìn trông khá là mới đúng không ạ? Chiếc này sản xuất năm 2018 nên là về cái phần xung quanh này nó được bo cong tròn. Đó, tròn lên nhìn rất là đẹp. Thường thường những chiếc Toshiba Sang Trương kia thì các bác sẽ thấy là cái mặt này của nó gần như là nó nhìn nó phẳng phẳng cơ. Đây. Cái này màu nâu cà phê nhé. Đó, rất là đẹp. Và ở bên trong các bác nhìn này, nó dập những cái đường vân ô vuông nhỏ, nhìn trông nó rất là sang. Đấy, nồi này nhìn rất là sang. Đây, và menu này. Ở trước lồi đấy thì các bác sẽ thấy rằng là cái menu nó được thay đổi cũng khá là nhiều và rất là chi tiết, rất là nhiều các chế độ lố khác nhau. Đây, em sẽ nghiêng một chút các bác nhìn đi ạ. Đó. Ngồi này rất là nặng nhá. Đây, xoang đây. Bác nhìn xoang. À, xoang con này nó có một cái vết rất là nhỏ thôi, không đáng kể. Đó. Rất là nhỏ nhá. Xoang gân nhuyễn này. Một vết siêu nhỏ luôn. Nhưng vẫn đảm bảo. Có sử dụng thì cái dòng này thì cái trâu nước chống dính của nó rất là bền đấy. Đây là lòng trong của lồi. Các bạn nhìn đẹp chưa? Tiếp tục đến cái gioăng này. Đó. Áp suất bi cao tần, áp suất hút trên không. Cái gioăng như mới. Các bạn thấy gioăng như mới luôn. Dòng này thì lốp cơm thì nó là đẩy ngon. Đó, Toshiba Song Chuông thì lốp cơm rất là ngon. Mọi tính năng hoạt động tốt nha các bác nha. Đây. Đầu hàng đầu tiên thì nó sẽ là hàng trộn gạo này. Đó, gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt để mầm. Và một chế độ lấu khác. Tiếp tục đến các chế độ lấu và dưới này nó có hàng là chọn vào cái độ mềm khác nhau của gạo nhé. Khi các bác nấu xong nó chọn độ mềm. Đó. Đây. Cơm cháy này. Cơm cháy là thiết kế là còn 45 phút này. Đó, không còn cơm cháy 70 phút như ngày trước. Bây giờ thì cơm cháy nó chỉ thực hiện gọi là nó hơi xém một chút thôi. Là xu hướng mọi người bây giờ cũng không còn ăn cháy nhiều đâu. Đó. Cao tần áp suất hút chân không, mọi chức năng hoạt động tốt này. Nấu nhanh là 27 phút. Như những cái chiếc lồi khác là nấu nhanh là 20 phút. Để xem nào. Bấm đâu là hiện phút đến đó. Đó, 24 phút nha, nấu nhanh 24 phút này. Đó, đợt trước những mẫu lồi khác thì nó là 20 phút. Hâm cơm này. Rất là đẹp đúng không ạ? Con này gọi là ngoại hình xuất sắc. Ngoại hình rất xuất sắc. Sản xuất 2018 nha. Em sẽ cho các bác xem 2018 này. Nặng lắm các bạn. Đây, bên dưới này. Đó, 2018 các bạn nhìn chưa? Không phải ở phần chữ này nhé, mà phần ở đây này. Đây, các bạn nhìn này. Trông nó quá đẹp luôn. Sườn xung quanh đẹp, không vết cấn móp méo gì. Không có xước xát. Đó, bác là thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 807038 và 0345 86794. Em ở Kim Thành Dương. Con này nó chỉ nguyên một chấm duy nhất thôi. Đó. Một vết rất là nhỏ, nhỏ li ti. Đây. Còn gioăng này, gioăng thì quá đẹp rồi. Mặt không xước sát nhá. Đấy, em sờ vẫn còn bám vân tay đi. Nồi rất là đẹp luôn đấy. Menu tất cả các chức năng hoạt động rất là tốt. Nếu mà trước này các bác nhìn trực tiếp bên ngoài ấy, nhìn nó còn đẹp hơn ở trong cái phần camera quay video luôn đấy. Rồi, chiếc Toshiba Song Chuông sản xuất 2018, nồi còn rất là đẹp và mới gioăng xanh. Đó, thì bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0987 807038
và 0344 566 794. Em là Kim Thành Hải Dương, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.